Bệnh viện Việt Đức vừa tiếp nhận một ca bệnh hiếm gặp chưa từng ghi nhận tại Việt Nam. Bệnh nhân đến viện trong tình trạng đau bụng thượng vị và được chuyển đến hai bệnh viện tuyến trung ương khác nhưng không mổ được. Nữ bệnh nhân, 57 tuổi tại Lạng Sơn, được đưa đến viện trong tình trạng đau bụng thượng vị. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định có u cơ mỡ mạch thận phải, xâm lấn tĩnh mạch chủ lan lên nghĩ vải, buộc phải tiến hành phẫu thuật. Trước thời điểm vào viện khoảng một tháng, bệnh nhân đau bụng nhiều vùng trên rốn. Sau ca mổ kéo dài 4 tiếng đồng hồ, với sự phối hợp của phẫu thuật viên tiết niệu và tim mạch, có chạy tim phổi máy hỗ trợ, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ thận phải, lấy toàn bộ u trong tĩnh mạch chủ và tổ chức u trong nhĩ phải. Hiện tại bệnh nhân đã ổn định, rút dẫn lưu sau bổ 4 ngày, có thể tự vận động đi lại và dự kiến xuất viện sau 10 ngày phẫu thuật.